chấn động tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, được trời Phật bảo hộ, thần tài ban cho lộc lớn, vận số cực may, cực đỏ, trúng số liên tiếp, tiền bạc ùn ùn kéo về như thác lũ, đón Tết 2024 cực linh đình, vui sướng tột đỉnh. Một đời hưng thịnh kiêu sa, lộc tài đã định cả nhà cạnh bên, phát tài phú quý gọi tên, chấm kia như ý an yên cát tường, lộc trên ban xuống màu hường, phước tài bổn mệnh lưu hương muôn đời. Minh Đường Tử Vi xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã đến và đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Vâng, quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc. Vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Nhâm Tý sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Nhâm Tý hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Nhâm Tý phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng anh chị tuổi Nhâm Tý đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Nhâm Tý không được dễ dàng làm mấy. Nhâm Tý thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Nhâm Tý hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Nhâm Tý những điều bất như ý anh chị nhé. Vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ, bản mệnh Nhâm Tý hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Nhâm Tý đang có, dù thuận lợi hay khó khăn cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Nhâm Tý, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp anh chị Nhâm Tý nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, anh chị dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết gieo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10. Nếu tâm của Nhâm Tý thay đổi thì thái độ của Nhâm Tý cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Nhâm Tý sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Nhâm Tý chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Anh chị Nhâm Tý thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, anh chị sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào, khi ấy bản mệnh Nhâm Tý có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chín sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về. Tới nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của anh chị. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực, giúp đời giúp người anh chị nhé. Và ngay bây giờ không để anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời anh chị cùng lắng nghe. Trước tiên hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Với người phương Đông, chuột là biểu tượng của sự thông minh và giàu có. Người Trung Quốc quan niệm rằng chuột tượng trưng cho ý chí và lòng dũng cảm. Con vật này có thể tích lũy cho mình một lượng lương thực lớn bằng sự nhanh nhẹn, mưu trí. Những người tuổi Tý thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Theo tử vi chiêm tinh học phương Đông, những bạn tuổi Tý là những người thuộc vị trí đầu tiên trong biểu đồ chiêm tinh học, duyên dáng, giỏi ngoại giao, chăm chỉ và tiết kiệm. Người tuổi chuột thường là người tốt và rất thành công, họ sẽ không bao giờ hứng thú với những công việc nhàm chán, đơn giản. Tuổi Tý muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó khăn, khắc nghiệt hơn, họ dành cả đời để theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó, cuộc sống của tuổi Tý tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Những người này sẽ đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao, tổ chức, lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú. Chỉ cần là lĩnh vực tuổi Tý yêu thích, họ sẽ cố gắng phát triển, thể hiện tài năng của bản thân và quyết tâm đem về cho mình sự thành công. Càng khó khăn, gian nan, người này càng kiên trì tỏa sáng, họ không những được mọi người yêu quý mà còn khiến ai ai cũng kính trọng nể phục tài năng của mình. Tuổi Tý giỏi trong việc kiếm tiền, nhưng họ không chi tiêu hoang phí, ngược lại còn rất tiết kiệm. Họ là những người cởi mở thân thiện trong cuộc sống, luôn tốt bụng giúp đỡ mọi người xung quanh. Họ có khả năng điều khiển cảm xúc, hành động của bản thân, không bao giờ mất tự chủ trong nóng giận, bởi vậy họ xây dựng được nhiều mối quan hệ thân thiết gắn bó. Tuổi Tý thực sự là những con người của công việc, họ lúc nào cũng trong trạng thái suy nghĩ, bận rộn. Những người này thích nhận xét, đánh giá và chỉ đạo người khác. Điều đó đôi khi khiến đối phương cảm thấy khó chịu, tức giận,
nhưng đã là thói quen thì dường như tuổi Tý khó có thể thay đổi được do sự thân thiện và cởi mở của mình. Tuổi Tý có rất nhiều bạn bè tốt gắn bó suốt cuộc đời, họ tôn trọng những người bạn của mình và sẵn sàng giúp đỡ khi những người đó gặp khó khăn. Trên phương diện tình yêu, tuổi Tý khá đa tình, họ có thói quen lưu giữ lại những kỷ niệm của tình yêu trong căn phòng của mình. Những người này khi đã yêu rất nghiêm túc và có trách nhiệm, họ có xu hướng tìm kiếm tình yêu vĩnh cửu trong cuộc đời. Tuổi Tý có trí nhớ khá tốt, điều đó khiến họ thu thập và lưu trữ được một lượng thông tin khổng lồ. Hãy hỏi anh ta về bất kỳ lĩnh vực gì, tuổi Tý sẽ chia sẻ một cách cởi mở nhất. Nếu như bạn đang lo lắng sợ họ sẽ gặp nguy hiểm, thì tốt hơn bạn nên lo cho bản thân mình, bởi bản năng của những người này là chinh phục khó khăn, thử thách, nguy hiểm. Tuổi Tý nhanh nhẹn, thích nghi với sự thay đổi của hoàn cảnh, làm công việc gì họ cũng nhất định phải đạt được thành công như ý mới thôi. Tuổi Tý tuyệt đối không để mình thua kém một ai, đôi khi những tham vọng về công danh, địa vị, tiền bạc khiến cho những người này trở nên thực dụng trong mắt mọi người. Tuổi Tý khá cẩn thận và nghiêm khắc trong công việc, nếu trở thành người lãnh đạo, họ sẽ giám sát nhân viên của mình rất kỹ càng. Không một hành động sai trái nào có thể lọt được qua tầm mắt của người này, họ tuyệt đối không thích ưa nịnh và không bao giờ hợp tác với những người lười biếng. Há miệng chờ sung, họ không bao giờ chi tiêu một cách hoang phí, trong mắt mọi người tuổi Tý rất cẩn thận và chặt chẽ, chẳng ai có thể lấy đi bất kỳ thứ gì của họ. Tuổi Nhâm Tý rất kín đáo, nếu là những chuyện bí mật họ sẽ không chia sẻ ra bên ngoài, những người này sống giàu tình cảm, họ yêu thương, quan tâm, chăm lo hết mực cho gia đình của mình. Dù rất bận với công việc, nhưng họ luôn biết cách sắp xếp thời gian để bên cạnh gia đình tận hưởng không khí ấm áp, hạnh phúc. Khả năng lãnh đạo là bản tính của những ai cầm tinh con chuột. Do là cung mệnh đầu tiên trong 12 cung, nên người tuổi Nhâm Tý luôn muốn mình đứng đầu trong mọi cuộc chơi, là người tiên phong trong mọi hoạt động và là người ra lệnh ở mọi nơi. Với bản tính hiếu động và tò mò, họ luôn suy nghĩ không ngừng, sống thiên về hoạt động trí óc, thông minh, lanh lợi và sống theo cảm tính là những gì ta thường thấy ở những người thuộc cung mệnh này. Người tuổi Nhâm Tý rất trân trọng mối quan hệ với bạn bè. Nếu bạn phát hiện anh ta gắn liền với cuộc sống của ai đó, thì chính là vì hễ anh ta có tình cảm tốt với người nào đó, thì rất khó thoát ra khỏi tình cảm quyến luyến mãnh liệt. Tuy nhiên, người ta không thể biết đích xác lập trường của anh ta, mức độ tình yêu của anh ta chỉ có thể xếp sau sự nhạy bén và bản tính thích tiền. Phòng anh ta cất đầy quà kỷ niệm, lòng anh ta ẩn chứa đủ chuyện vui buồn đã qua, anh ta thích lo chuyện phần lớn là có ý tốt thôi. Trí nhớ của người tuổi Tý rất tốt, cực kỳ thích đặt câu hỏi, kiến giải cao siêu, anh ta hầu như hiểu rõ từng người xung quanh, từng chuyện nhỏ, ghi nhớ từng con người, từng sự kiện xung quanh họ vào bộ nhớ và lấy đó làm sở thích. Họ thích đặt câu hỏi và tự trả lời cho câu hỏi đó, đây cũng là một thú vui trong cuộc sống của họ. Bởi vậy, người tuổi Nhâm Tý có trở thành một nhà báo, nhà văn xuất sắc thì cũng chẳng ai kinh ngạc, người sinh vào năm Tý bất luận làm việc gì cũng đều thành công. Vì anh ta biết tùy cơ ứng biến, giống như một chú chuột, anh có khả năng vượt qua mọi khó khăn, không sờn bước trước hiểm nguy, vì anh ta bình tĩnh, tỉnh táo và nhạy bén. Có một trực giác sắc sảo, tầm nhìn xa và sự mẫn cảm trước các cuộc làm ăn, hoạn nạn, chỉ khiến trí tuệ của anh ta thêm xuất chúng, anh ta luôn bận rộn hoạch định kế hoạch của bản thân. Người tuổi Tý bộc trực, thành thật, nhưng mọi cử chỉ, lời nói của họ đều khiến ta có cảm giác đó là người cẩn thận, chặt chẽ, họ nỗ lực làm việc, sống tiết kiệm, họ không cho ai bất cứ thứ gì, trừ phi đó là người họ rất quý mến. Nếu như bạn có thể lấy được của người tuổi Tý một vật rất quý giá, thì sự đánh giá của họ đối với bạn ắt phải tương đương với giá trị của vật đó. Một người lãnh đạo tuổi Tý luôn quan tâm đến nhân viên của mình, họ quan tâm xem nhân viên làm việc có hăng say không, có ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý hay không. Khi nhân viên của họ ốm đau, bệnh tật, họ sẽ ân cần thăm hỏi, coi vấn đề của họ như chuyện của mình và tìm cách giải quyết. Nhưng khi nói đến chuyện tăng lương hoặc giảm giờ nghỉ cho nhân viên mà đáng lý ra họ phải được hưởng từ lâu rồi, thì anh ta bắt đầu viện ra đủ mọi trở ngại và biến thành kẻ nhỏ mọn, sẽ khéo léo né tránh hoặc phớt lờ rồi quên luôn. Muốn ký kết hợp đồng với người tuổi Nhâm Tý thì bạn phải bàn bạc đàm phán nhiều lần mới đi đến thỏa thuận. Dưới quyền một ông chủ tuổi Tý không nhân viên nào có thể trễ nải hoặc trốn việc được. Ông chủ tuổi Tý luôn tìm ra được việc làm vào bất cứ lúc nào cho nhân viên. Tổng quan tử vi năm 2024 âm lịch của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Năm 2024 là năm Giáp Thìn, mệnh Hỏa, năm tuổi 1972 là năm Nhâm Tý, mệnh Mộc, dựa trên thuyết ngũ hành, Mộc sinh Hỏa, nghĩa là năm tuổi tương sinh với năm 2024, thiên can Nhâm tương sinh với thiên can Giáp, địa chi Tý tam hợp với địa chi Thìn, đều rất tốt.
Trong năm 2024 này, nam và nữ mạng nhâm Tý có nhiều cơ hội, may mắn hơn so với năm cũ, công việc sẽ đạt được nhiều kết quả tốt nếu mệnh chủ làm việc chăm chỉ, nỗ lực và có tinh thần cầu tiến, gia đạo và các mối quan hệ xung quanh cũng được hòa hợp, êm ấm. Tổng quan vận trình tử vi của anh chị tuổi nhâm Tý, năm Giáp Thìn sẽ gặp may mắn tốt lành, điều này nhắc nhở bản mệnh luôn giữ sự khiêm tốn, làm gì cũng bình tĩnh và suy xét cẩn thận mỗi khi ra quyết định. Nếu được như vậy thì cuộc sống trong năm 2024 sẽ thuận buồm xuôi gió, cầu được ước thấy. 1. Sao chiếu mệnh. Năm 2024 nam mạng tuổi nhâm Tý có sao Thái Âm chiếu mệnh. Thái Âm là một trong ba cát tinh tốt nhất của hệ thống sao Cửu Diệu chủ về giàu sang, tài lộc. Sao này sẽ đem đến cho mệnh chủ nhiều tài lộc, danh lợi. Những việc liên quan đến bất động sản như mua bán, xây dựng, sửa chữa nhà cửa cũng dễ cát lợi. Chỉ cần chăm chỉ hoàn thiện trong công việc từng chút một thì kết quả nhận lại sẽ được tươi sáng. Cổ nhân từng khuyên rằng, con đường đi đến thành công nào cũng không hề suôn sẻ, dù là thuận lợi hay khó khăn. Khi gặp phải cũng đều nên bình tĩnh đối mặt, thắng không kiêu, bại không nản, luôn suy xét kỹ trước mọi việc trên đường đời mới là người trí tuệ. Với nữ mạng trong năm 2024, sao chiếu mạng nữ mệnh nhâm Tý là sao Thái Bạch, đây được đánh giá là hung tinh trong hệ thống sao Cửu Diệu, chủ về các tai họa bất ngờ. Sao này có tác động xấu đến những người tuổi nhâm Tý có tính ganh đua chủ quan, còn nếu là người cẩn trọng, khiêm tốn, làm việc gì cũng có kế hoạch cụ thể và chi tiết, thì bản mệnh không phải lo lắng nhiều, chỉ cần gặp thử thách luôn bình tĩnh đối diện thì họa sẽ thành phúc. Cổ nhân thường răn dạy rằng, nhân sinh cuộc đời luôn có họa và phúc song hành cùng nhau, khi gặp chuyện xấu đừng để cảm xúc tiêu cực, đồng thời khi thành công cũng đừng tự cao, tự đại, luôn nhìn thấu nguyên nhân, hiểu rõ quá trình thì sẽ tìm thấy bản chất vấn đề. 2. Vận hạn. Nam mạng tuổi nhâm Tý trong năm Giáp Thìn này gặp hạn Diêm Vương, đây là hạn cho nữ giới chủ về thị phi, tai tiếng, còn nam giới không bị ảnh hưởng. Tuy vậy nhâm Tý nam mạng không nên chủ quan, mà cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe bản thân và gia đình, có sức khỏe vừa là trách nhiệm với bản thân, vừa là trách nhiệm với người khác. Với nữ mạng, tử vi nữ mạng tuổi nhâm Tý trong năm Giáp Thìn 2024 gặp hạn Thiên La, chủ về sức khỏe, mâu thuẫn, tinh thần. Do đó nữ mệnh nhâm Tý nên ưu tiên cho sức khỏe, tránh xa thị phi tranh cãi để không bị lãng phí năng lượng, gieo nhân nào gặt quả đó. Nữ mạng tuổi nhâm Tý 1972 nên lựa chọn thái độ sống tích cực, giữ tâm trí yên bình và tự nhiên thì sẽ luôn sáng suốt. Về thể chất bản mệnh hạn chế thức khuya, nên tập thể dục buổi sáng, ăn uống điều độ sẽ có cuộc sống lành mạnh, từ đó gặt hái được những trái ngọt trong cuộc đời mình. 3. Vận niên. Vận niên của nam và nữ mạng nhâm Tý trong năm 2024 là kê hồi viên, giải nghĩa là gà về vườn. Năm có vận niên này thì tài lộc sung túc, gia đạo vui vẻ. Năm này nếu bản mệnh vẫn làm việc theo kế hoạch mục tiêu rõ ràng, từ từ từng bước hoàn thiện chỉn chu thì sẽ thành công trong công việc. Đối với hầu hết mọi việc thì nên cẩn thận, không được chủ quan nóng vội, bình tĩnh suy xét thì mới đạt được thành công. Tổng quan tử vi tuổi nhâm Tý 1972 Tết 2024 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp chỉ rõ rằng, thời điểm Tết 2024 âm lịch khởi đầu năm Giáp Thìn là một tháng đầy may mắn đối với người tuổi nhâm Tý. Bạn nên tranh thủ cơ hội này để bắt tay vào công việc của mình, hứa hẹn sẽ gặt hái được những thành công ngoài dự kiến. Trước hết trên phương diện sự nghiệp, do có nguyệt lệnh đế vượng nâng đỡ, bản mệnh sẽ tìm được cơ hội để khẳng định tài năng của mình, khiến lãnh đạo và đồng nghiệp đều phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Tử vi Tết 2024, tuổi nhâm Tý âm lịch thấy rằng, những người giữ vị trí lãnh đạo cũng thể hiện được khả năng dẫn dắt, định hướng của mình, giúp tập thể nhanh chóng gặt hái được thành công, trên phương diện làm ăn bạn cũng trở nên năng động hơn trước thời cuộc, nhờ vậy mà tìm được những con đường làm ăn mới đầy triển vọng. Dịch mã cho thấy bản mệnh càng xông xáo, sẵn sàng thử sức bao nhiêu, thì thành quả lại càng hứa hẹn bấy nhiêu, con giáp này đừng nên ngại ngần khi cơ hội đã xuất hiện ở ngay trước mặt nhé. Tình cảm cũng có những dấu hiệu phát triển tích cực, ngũ hành tương sinh giúp bạn xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp, người độc thân có thể được giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Hãy mở lòng ra để có thể tiếp xúc, tìm hiểu thêm về đối phương, gia đạo hài hòa cũng giúp cho những người có đôi có cặp thêm động lực trong cuộc sống. Xét về phương diện sự nghiệp tuổi nhâm Tý 1972, Tết 2024 âm lịch. Người tuổi nhâm Tý hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với mình ngay trong thời điểm Tết 2024 âm lịch này. Bạn vốn là người có chí hướng, lại thêm bản tính cẩn thận, tỉ mỉ, nên ắt gặt hái được những thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Dưới sự nâng đỡ của Nguyệt Lệnh Lâm Đế Vượng, con đường công danh của bạn vô cùng hanh thông, rộng mở, bản mệnh sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó. Không tiếc hy sinh thời gian cá nhân để làm việc và cống hiến thì ắt sẽ được lãnh đạo đánh giá rất cao. Nhờ những mối quan hệ xã giao thuận lợi mà bạn luôn được bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ mỗi lúc khó khăn, do đó, nhiều rắc rối trục trặc nhanh chóng được giải trừ, thậm chí bạn còn tìm thấy cơ hội trong thách thức, từ đó khẳng định được bản lĩnh và tài năng của mình. Người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới, bạn biết sắp xếp đúng người, đúng việc, quyết đoán đúng lúc nên hoàn toàn có khả năng dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Trong tháng này, thậm chí bạn tìm ra hướng đi mới trong công việc, giúp mọi việc không còn tiến triển theo lối mòn quen thuộc, khiến mọi người đều cảm thấy hăng hái, nhiệt huyết hơn với công việc. Dịch mã chiếu mệnh cho thấy, bạn càng xông xáo sẵn sàng nhận nhiệm vụ bao nhiêu thì càng dễ gặt hái thành công bấy nhiêu, vì thế, bạn đặc biệt là người trẻ tuổi hãy đón nhận những điều mới mẻ, thậm chí là thách thức với tâm thế tích cực, đó chính là bước đà để bạn thăng tiến trong tương lai. Xét về phương diện tài lộc tuổi Nhâm Tý 1972 Tết 2024 âm lịch. Xem tử vi Tết 2024 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy, con đường tài lộc của người tuổi Nhâm Tý cũng có những điểm sáng đáng kể ngay vào thời điểm này. Bản mệnh có thể tìm được những cơ hội làm ăn không ai ngờ đến, lại dám dũng cảm thử thách bản thân, nên đồng tiền chảy về túi bạn là hoàn toàn xứng đáng. Người làm ăn, buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng, nên đơn hàng bay về tới tấp, lại thêm việc đầu năm là thời điểm nhu cầu mua bán tăng cao. Bạn hoàn toàn có thể kiếm được một khoản tiền nhiều gấp nhiều lần khoảng thời gian trước đó. Con giáp này cũng có thể thử tìm cách mở rộng thị trường hoặc đối tượng khách hàng, hứa hẹn thành công sẽ nằm ngay trong tầm tay. Với người làm công ăn lương, bạn nhiệt tình với công việc, sẵn sàng chấp nhận thử thách để khẳng định bản thân, nên dễ dàng gây ấn tượng với lãnh đạo nếu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Bạn hoàn toàn có cơ hội được thưởng nóng hoặc thăng chức, tăng lương, đây chắc chắn là một dấu hiệu vô cùng may mắn ngay từ những ngày tháng đầu năm mới như thế này. Người có ý định khởi nghiệp cũng có thể tiến hành ngay vào thời điểm này. Dịch mã cho thấy bạn có thể sẽ phải xông pha vất vả hơn trước đây, thậm chí phải đi xa, phải làm việc ngay cả khi mọi người đều nghỉ ngơi, nhưng thành quả bạn gặt hái được chắc hẳn sẽ khiến bạn hài lòng. Khi có điều gì không rõ, bạn cũng đừng ngại hỏi thêm người giàu kinh nghiệm. Xét về phương diện tình duyên tuổi Nhâm Tý 1972, Tết 2024 âm lịch. Theo tử vi vận mệnh 12 con giáp nhận thấy, đúng Tết 2024 âm lịch người tuổi Nhâm Tý cũng sẽ gặp nhiều điều may mắn trên phương diện tình duyên. Dù là người đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân, bạn cũng có thể tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình. Dưới ảnh hưởng tích cực của Nguyệt Lệnh Đế Vượng cũng như ngũ hành tương sinh, người đã có đôi có cặp sẽ được tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên nửa kia của mình. Bạn và người ấy luôn cùng nhau san sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. Chính vì vậy mà quan hệ đôi bên ngày một gắn kết, hai bạn có thể cùng cổ vũ, tạo động lực cho nhau không ngừng vươn lên. Với các cặp đôi trẻ tuổi, các bạn còn có thể nhận được tin vui gia đình có thêm thành viên mới. Với người độc thân, bạn được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Thậm chí bạn cũng có thiện cảm với đối phương ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên. Vì thế, bất kể là nam hay nữ, bạn cũng có thể chủ động trò chuyện, giữ quan hệ với đối phương. Thông qua quá trình trò chuyện thường xuyên, bạn có thể xác định được người ấy có thực sự phù hợp với mình không, từ đó đưa ra những quyết định phù hợp. Xét về phương diện sức khỏe tuổi Nhâm Tý 1972, Tết 2024 âm lịch. Tình hình sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý nhìn chung ổn định, không có biến động gì quá lớn lao trong thời điểm này. Thậm chí những người bệnh lâu ngày còn có thể đón những tin tích cực, ví dụ như bệnh tật có dấu hiệu cải thiện, bạn tìm được thầy, được thuốc phù hợp. Người trẻ tuổi phấn đấu trong sự nghiệp có thể sẽ phải làm việc khá vất vả, song bạn không nên khiến cơ thể rơi vào tình trạng lao lực, dù có đang làm ăn lớn đến thế nào đi nữa. Bạn cũng cần sắp xếp thời gian cho mình được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Việc rèn luyện thể dục thể thao khi có thời gian rảnh cũng là vô cùng cần thiết. Người đã cao tuổi chú ý vận động vừa sức, không nên làm việc quá sức của mình, dễ khiến cơ thể phải chịu tổn thương, tốn thời gian lâu ngày để bình phục. Quý vị thân mến, để năm 2024 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để cô bác có một năm mới bình an may mắn. Kích hoạt các tính của sao Thái Âm bằng phong thủy. Đồ phong thủy, nên sử dụng các đồ dùng hoặc vật phẩm phong thủy bằng vàng, bạc hoặc trang sức có màu đen, xanh biển, ánh kim hoặc trắng như thạch anh trắng, thạch anh đen, đá mặt trăng, topa xanh dương, đồng thời hạn chế sử dụng các đồ trang sức hoặc vật phẩm màu xanh lá cây hoặc vàng,
nâu nên tiến hành đầu tư kinh doanh hoặc buôn bán bất động sản. Trong năm được sao Thái âm chiếu mệnh, bạn gặp được nhiều vận may về tài lộc, vì thế nên tranh thủ tiến hành những kế hoạch lớn, ắt sẽ thuận buồm xuôi gió, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người. Tu thân tích đức, hãy luôn đối xử với mọi người xung quanh một cách chân thành, không vụ lợi, bởi bản mệnh tốt bụng, không ngại ngần giúp đỡ người khác thì cũng sẽ nhận được sự yêu mến của mọi người xung quanh, dù gặp khó khăn cũng không lo không vượt qua được. 2. Cách hóa giải hạn năm 2024. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp đã mắc bệnh lâu ngày, để hóa giải vận xấu gia chủ nên. Với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời, cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian, điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý, như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Vâng thưa quý vị, đầu năm người Việt có tập tục chọn người hợp tuổi xông nhà để cầu những điều bình an may mắn cho gia đình. Những người được chọn xông nhà là người hợp tuổi, hợp mệnh hoặc đơn giản là những người có lối sống đức độ, tử tế, được mọi người yêu quý. Gia chủ tuổi Tý 1972 nên chọn các con giáp tuổi Thân, Thìn theo tam hợp, Thân Tý Thìn hoặc tuổi Sửu theo nhị hợp, Tý Sửu. Ngoài ra cũng có thể chọn những người mệnh thủy tới xông nhà. Cụ thể những tuổi sau đây sẽ hợp xông nhà cho gia chủ: Nhâm Tý 1972, Giáp Thân 2004, Nhâm Thân 1992, Canh Thìn 2000, Mậu Thìn 1988, Bính Thìn 1976, Đinh Sửu 1997. Người xông nhà hợp tuổi dù nam hay nữ đều rất tốt, đó là người sống chân thành, luôn hướng thiện sẽ mang tới cho gia chủ phước lộc, vượng khí. 2. Xuất hành đầu năm 2024. Xuất hành mùng 1 Tết, đón thần tài thì đi về hướng Đông Nam, hướng Đông Bắc để đón hỷ thần. Khởi hành vào các khung giờ hoàng đạo, giờ Dần 3 đến 5 giờ, giờ Thìn 7 đến 9 giờ, giờ Tị 9 đến 11 giờ, giờ Thân 15 đến 17 giờ, giờ Dậu 17 đến 19 giờ. Quý vị thân mến, ở tuổi trung niên không phải ai cũng có được cuộc sống an nhàn, hạnh phúc, nhưng nếu biết cách sống, cuộc đời sẽ bớt nặng nề đau khổ. Để tuổi trung niên an nhàn, đầy đủ, hạnh phúc thì có hai đừng, ba nên và ba không. Hai đừng: một, đừng nghe theo con bán nhà để rồi phụ thuộc dày già về sau. Từ thời xa xưa chúng ta vẫn luôn sống với quan niệm nuôi con để nương tựa tuổi già. Đó là lý do vì sao ngày xưa rất nhiều gia đình sinh đông con để mong sau này con cái lo cho mình lúc ốm đau bệnh tật. Thế nhưng một người khôn ngoan chính là chọn cách sống không phụ thuộc vào con cái. Con cái sau này cũng sẽ có cuộc sống riêng của chúng, nhà của mình sau này sẽ là của con. Nhưng nhà của con chưa chắc đã phải là của mình, có nhiều trường hợp con cái cần tiền, nên khuyên nhủ bố mẹ bán nhà, tới lúc bố mẹ bán hết nhà cho đứa con tiền bạc, thì chúng lại sống bất hiếu, không yêu thương cha mẹ. 2. Đừng có ở chung quá lâu, nảy sinh va chạm trước sau mất lòng. Không phải con cái cứ sống chung một nhà với bố mẹ mới là hiếu thảo, nhất là sau khi đứa con đã có gia đình riêng của mình và vẫn sống chung với bố mẹ, thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn, đặc biệt mâu thuẫn giữa nàng dâu và bố mẹ chồng. Người xưa có câu, xa thơm, gần thối, muốn gia đình yên ổn, con cháu hạnh phúc, bản thân mình an yên, thì nên sống riêng, lâu lâu đến thăm nhau thì mới là chân quý. Ba nên: một, nên sống độc lập thảnh thơi, ăn uống sở thích nghỉ ngơi tùy mình. Con người sống hạnh phúc nhất chính là lúc bản thân được tự do, chẳng phải nhìn ánh mắt của ai để sống cả, nhất là ở tuổi trung niên trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống, thì giờ đây việc sống độc lập, có nhà để ở, có tiền để tiêu, chính là an yên nhất, không phụ thuộc cũng chẳng cần làm phiền đến ai. 2. Nên phải rạch ròi phân minh, xin, cho, vay, mượn, lý tình rõ ra. Trên đời này điều gì là khó nhất? Là vay tiền. Người sẵn sàng cho bạn vay tiền là quý nhân của bạn. Người cho bạn vay tiền khi bạn gặp khó khăn không phải vì người ta lắm tiền, mà vì người ta muốn giúp bạn một tay. Thứ người ta cho bạn vay không phải là tiền, mà là lòng tin, sự khích lệ, sự tin tưởng, là đánh cược vào con người bạn của ngày mai. 3. Nên tích tiền bạc phòng xa, xảy ra hữu sự có là đỡ lo. Đến tuổi trung niên thì nhất định phải có một khoản tiền phòng thân, thứ bạn có không phải chỉ tiền, mà còn là cả sự tự tin đối diện với những rủi ro. Mặt khác, nếu bạn muốn có một cuộc sống chất lượng cao,
Ngoài việc cải thiện kỹ năng kiếm tiền, bạn cần phải biết nên tiêu tiền của mình vào đâu. Khi bạn có khái niệm phương pháp tiết kiệm tiền phù hợp với thu nhập của bản thân, tài chính cá nhân sẽ được cải thiện theo hướng tích cực. 301. Không nên làm nhà quá to, di chúc cho bán đắn đo thêm phiền. Đừng dại gì mà cả đời thắt lưng buộc bụng, bóp mồm, bóp miệng, dành tiền dựng lên một khối bê tông, sau đó vừa còng lưng trả nợ, vừa tự làm ô xin lau chùi quét dọn cả ngày, rồi cuối cùng cũng ra ngoài cánh đồng nằm lạnh lẽo trong 6 tấm ván, hoặc chui vào lọ sành. 2. Không chê từ chối quà, tiền của con cháu biếu thuốc tiên tinh thần. Khi đến tuổi già, niềm hạnh phúc duy nhất của các bậc cha mẹ chính là con cháu. Năm tháng mình vất vả nuôi con cái khôn lớn, thì giờ đến lúc chúng kiếm ra tiền báo hiếu cha mẹ, thường xuyên biếu quà, cho tiền cha mẹ thì hãy cứ nhận, đừng sợ con cái hết tiền, cũng đừng quan tâm con cái cho bao nhiêu, điều chúng ta nhận chính là tấm lòng, sự hiếu thảo chứ không phải tính toán được mất, nhiều hay ít. 3. Không làm bảo mẫu toàn phần, để con tự lập dần dần mới hay. Các bậc cha mẹ lúc nào cũng hy sinh, tận tụy vì con cái, lúc nhỏ thì chăm bẵm thương yêu, nuôi nấng, đến lúc con trưởng thành cũng chưa hết lo, sợ con mệt, con vất vả. Nhiều ông bố bà mẹ đến tuổi 60, 70, thay vì an hưởng tuổi già, lại đi làm bảo mẫu cho con toàn phần, nào là giữ cháu, phụ con làm việc nhà, tuy nhiên việc này là không nên. Bổn phận của mình đã xong thì nên nghỉ ngơi, cha mẹ rồi cũng khuất núi không thể che chở cho con cháu mãi, hãy để chúng tự lập dần dần, có thể gia đình mới hưng thịnh được. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.